Hello, xin chào tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Video hôm nay mình xin nói về những thủ tục đăng ký kết hôn vắng mặt ở Nhật. Thì kết hôn vắng mặt là kết hôn mà một trong hai người, vợ hoặc chồng vắng mặt. Thì thay vì mà bạn phải trực tiếp sang Nhật để làm thủ tục như thường lệ, hoặc là người Nhật phải về Việt Nam để có mặt hai người làm thủ tục như thường lệ, thì nếu mà đăng ký ở Nhật thì các bạn chỉ cần gửi giấy tờ cần thiết từ Việt Nam sang cho vợ hoặc chồng người Nhật đi đăng ký kết hôn ở tòa thị chính ở Nhật thôi ha. Thì hồ sơ cần chuẩn bị thì tùy từng thành phố khác nhau ở Nhật mà sẽ có những quy định về thủ tục, các mẫu giấy tờ khác nhau. Do đó mà để cho chắc chắn thì người Nhật cần phải đến nơi có đăng ký hộ khẩu thường trú để xin tư vấn, hướng dẫn những cái hồ sơ cần thiết, hoặc là nhận những mẫu văn bản đúng form quy định của si hoặc cư đó để mà không bị sai hay bị thiếu sót là mất thời gian ha. Rồi tiếp theo mình xin hướng dẫn các bạn cụ thể những giấy tờ như sau. Trước tiên là bên Việt Nam cần chuẩn bị giấy tờ như thế nào để gửi sang Nhật ha. Giấy tờ thứ nhất bên Việt Nam cần chuẩn bị thứ nhất là giấy xác nhận độc thân. Thì trên giấy xác nhận độc thân này cần phải có ghi rõ thông tin của vợ chồng người Nhật như là số hộ chiếu, ngày tháng năm sinh, rồi nơi cấp, địa chỉ ha, ghi rõ cụ thể. Rồi thứ hai là giấy khai sinh của người Việt Nam. Rồi thứ ba là hộ chiếu copy của người Việt Nam. Thứ tư là giấy đăng ký kết hôn. Thì giấy này á được người Nhật xin ở tòa thị chính, sau đó sẽ người Nhật sẽ ghi những thông tin cần thiết lên và ký tên, rồi sau đó gửi gửi về cho bên Việt Nam ký tên rồi gửi trả lại bên Nhật cùng với ba cái giấy tờ cần thiết mình vừa nêu ra ha. Thì các bạn lưu ý là hồ sơ khi mà chuẩn bị tại Việt Nam á, sẽ phải dịch và công chứng, riêng hộ chiếu thì chỉ cần dịch thôi. Tại vì khi mà ở Việt Nam, giấy tờ ở Việt Nam bạn cần phải mang sang nước khác để mà sử dụng á, thì các bạn phải dịch thuật công chứng hợp pháp hóa lãnh sự mới sử dụng ở nước ngoài được ha. Do đó các bạn lưu ý. Tiếp theo là sau khi có những giấy tờ đó gửi sang đến Nhật thì người Nhật cần đăng ký thủ tục kết hôn vắng mặt tại Nhật. Thì để đăng ký kết hôn á, thì người Nhật cần đến si hoặc cư. Như hồi nãy mình nói đó là lấy cái giấy tờ khai đăng ký kết hôn đó đó, hồi nãy làm rồi thì cần mang cái tờ giấy đó cùng với những giấy tờ khác đã gửi từ Việt Nam sang, rồi hoặc là mang thêm những giấy tờ tùy thân nữa, ví dụ như là hộ chiếu hoặc là giấy đăng ký giấy phép lái xe này nọ các kiểu, thì cái đó là tùy cái lúc mà si hoặc cưa người ta hướng dẫn thì người Nhật cứ làm theo thôi ha. Rồi khi mà làm thủ tục đăng ký kết hôn á, thì cần có hai người làm chứng. Hai người này có thể là người thân, ba mẹ, anh chị em trong gia đình hoặc là bạn bè của người Nhật, đăng ký có con dấu, ghi tên, địa chỉ, có con dấu đóng vào ha. Rồi sau khi mà có đầy đủ giấy tờ thì đi nộp á, nộp xong thì nộp ở tòa thị chính xong á, thì sẽ đợi để nhận kết quả. Thì kết quả sẽ được xét duyệt trong vòng khoảng 3 tuần. Thì kết quả các bạn sẽ nhận được là giấy chứng nhận kết hôn, giấy hộ tịch. Trong đó giấy hộ tịch đó thì đã ghi chi tiết ngày đăng ký kết hôn, rồi tên của vợ chồng người Việt vào rồi ha. Thì sau khi mà có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn ở Nhật rồi đó thì các bạn coi như là đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn hợp pháp ở Nhật, thì trên giấy tờ trên luật pháp á, là vợ chồng rồi. Tuy nhiên á, thì các bạn phải ghi chú kết hôn ở Việt Nam, bởi vì bạn chưa có làm thủ tục kết hôn ở Việt Nam, chỉ là mới có xin giấy xác nhận tình trạng độc thân rồi này kia các kiểu thôi. Do đó để mà trở thành vợ chồng hợp pháp trên luật pháp của Việt Nam thì các bạn cần phải trích lục kết hôn ở Việt Nam. Nếu mà các bạn không trích lục kết hôn ở Việt Nam thì cũng sẽ không có xin được tư cách lưu trú tại Nhật nè. Nếu các bạn muốn sống ở Nhật ha. Mặt khác
trong thời gian mà hôn nhân á, thì các bạn sống ở Nhật, nếu có mà có con hoặc có xảy ra trục trặc tranh chấp rồi cãi nhau các kiểu ly hôn đồ này kia nọ đó, nếu mà không ghi chú kết hôn thì luật pháp Việt Nam sẽ không thể can thiệp, do đó là bạn sẽ bị thiệt thòi so với người Nhật ha. Do đó mà các bạn dù có đăng ký kết hôn với người Nhật, người Hàn Quốc, người Trung Quốc hay người Mỹ, người Pháp, người gì cũng được, thì các bạn mặc dù bạn không hề sống ở Việt Nam nhưng mà các bạn phải lưu ý phải trích lục kết hôn ở Việt Nam, để mà có chuyện gì thì pháp luật sẽ bảo vệ các bạn ha. Thì chi tiết về trích lục kết hôn, bạn vào trang web của Đại sứ quán ở Việt Nam tham khảo, hoặc là các bạn có thể hỏi ủy ban nơi mà các bạn người Việt có đăng ký hộ khẩu thường trú để người ta hướng dẫn cho. Thì thủ tục mà trích lục kết hôn thì không có rắc rối lắm, tại vì những giấy tờ cần thiết á, là các bạn đã chuẩn bị có được giấy chứng nhận kết hôn rồi, là nó có được giấy đó rồi, thì những thủ tục sau là nó hơi đơn giản hơn ha. Đó thì các bạn lưu ý là tất cả những giấy tờ khi mà mình sử dụng hai nước á, cũng cần phải được dịch thuật và hợp pháp hóa lãnh sự như lúc nãy mình nói, tức là những giấy tờ đã được nhận ở Nhật, ví dụ như là giấy chứng nhận đăng ký kết hôn nè, thì các bạn cần phải dịch sang tiếng Việt, phải công chứng, rồi các bạn còn phải làm đến đại sứ quán ở Nhật để mà hợp pháp hóa con dấu, đến đại sứ quán ở Nhật tại Việt Nam đó để mà hợp pháp hóa con dấu, thì khi đi các bạn mang theo hộ chiếu đi vào thì người ta sẽ hướng dẫn ha. À, rồi sau khi mà trích lục xong á, thì các bạn có thể xin giấy chứng nhận tư cách lưu trú. Thì giấy chứng nhận xin tư cách lưu trú á, mình sẽ nói trong bài trong video khác nữa, vì nói chung là thủ tục giấy tờ này kia nọ nó cũng hơi lằng nhằng một chút xíu, trong thời lượng mà video này thì mình không có nói kịp hết ha, mong rằng các bạn thông cảm. Thì trên đây là thủ tục kết hôn, đăng ký kết hôn vắng mặt với người Nhật Bản ở tại Nhật. Mong rằng video sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu các bạn thấy video có ích thì các bạn hãy nhấn theo dõi kênh, like, share và comment để ủng hộ video của mình. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.